Ba đời công tử Bạc Liêu, con Tiêu Hoàng phá hết gia sản cha gây dựng. Nhắc đến Bạc Liêu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chàng công tử chơi ngông, ăn chơi phóng túng nhất mọi thời đại Trần Trinh Huy. Cho đến tận ngày nay, những giai thoại về gia đình ông vẫn được dân tình nhắc đến. Ít ai biết rằng, cuộc đời của ba thế hệ gia tộc Trần Trinh lại rất khác nhau. Trong khi người cha Trần Trinh Trạch dành cả một đời để xây dựng cơ đồ thì công tử Bạc Liêu lại ăn chơi trác táng đến mức khuynh gia bại sản. Đến nay con cháu công tử Bạc Liêu còn những gì? Kênh Lịch Sử xin mời các bạn theo dõi video này nhé. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, comment và đặc biệt đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Lịch Sử 5 phút để nhận được những video hữu ích nhé. Đời thứ nhất, cha của công tử Bạc Liêu ông Trần Trinh Trạch. Nhờ đâu cha của công tử Bạc Liêu lại trở thành siêu đại gia đất Nam Kỳ? Vậy vì sao từ cậu bé chăn trâu thất học, ông đại phú hào Trần Trinh Trạch vất lên như diều gặp gió để rồi đời con có sẵn núi tiền lao vào ăn chơi vô độ, nổi danh một thời công tử Bạc Liêu? Trần Trinh Trạch giàu lên nhân duyên nhờ con chữ. Trong quá trình khai khẩn tại Nam Kỳ, vùng đất Bạc Liêu được khai khẩn muộn hơn những vùng khác, chỉ sau thời kỳ thực dân Pháp xâm chiếm. Cha mẹ ông Trần Trinh Trạch có mặt trong đoàn người tới Cái Giày, tỉnh Bạc Liêu để lập nghiệp. Gia đình ông không may thay trở thành bần cố nông, do dịch bệnh liên tục phải cầm cố hết ruộng đất để cứu chữa. Lên 10 tuổi, ông phải đi ở đợ chăn trâu cho một gia đình điền chủ có quốc tịch Pháp trong vùng. Hàng ngày chỉ có thể ăn cơm thừa, mặc áo rách do con ông chủ thải ra. Sự kiện thay đổi toàn bộ cuộc đời của ông Trạch chính là vào năm 1881, khi thực dân Pháp ra quyết định con những người Tây gốc Việt đều phải học tiếng Pháp. Mặc dù gia đình điền chủ có một cậu ấm bằng tuổi ông ngang tuổi, nhưng có lẽ cha không đồng tình với chính sách của người Pháp nên ông Trạch được cho đi học thay. Trước đó chỉ biết chăn trâu, làm việc chân tay, nhưng nay nhờ sự sắp đặt của số phận mà ông được học đến hết tiểu học, biết cả chữ quốc ngữ lẫn tiếng Pháp. Chính vì khả năng ngôn ngữ ấy, ông Trạch được gọi ra làm thư ký làng, sau đó được lên làm thư ký quận và lại tiếp tục được lên tỉnh làm công việc thu thuế điền đất. Ông Phan Văn Bì là bá hộ có ruộng đất nhiều nhất ở Bạc Liêu, ông còn được mệnh danh là vua lúa gạo miền Tây. Trong quá trình lên tỉnh sao lục sổ bộ đất đai và đóng thuế điền địa, thấy thầy ký Trạch mặt mũi sáng sủa, hiểu biết tinh thông nên ông Bì đã giới thiệu cô con gái thứ tư có tên Phan Thị Mùi cho thầy. Hai người sau đó thành đôi, được ông Bì cho một số ruộng đất cả 100 hecta làm vốn, đại điền chủ nhiều ruộng nhất Nam Bộ và hàng loạt chức danh khác. Cuộc đời từ đó của ông Trạch vất lên như diều gặp gió khi ông chuyển hẳn về nhà làm điền chủ. Ngay cả trong gia đình ông bá hộ Bì, hầu hết ruộng đất ông đều chia cho các con, nhưng do ít học, không biết làm ăn, lại máu mê cờ bạc, nên dần dà ruộng đất của họ đều được cầm cố và rơi vào tay ông Trạch. Sau khi đã gom hết ruộng đất của người nhà, ông Trạch tiếp tục công việc cầm cố đất đai của nhiều điền chủ xa cơ lỡ vận và ngày càng giàu có. Bất ngờ ông Trạch trúng thầu trở thành nhà cung cấp muối cho cả Nam Kỳ. Ông tiếp tục mua thêm ruộng để trồng lúa, làm muối, trở thành đại điền chủ có số ruộng đất nhiều nhất Nam Bộ. Chính từ đó, ông được xếp vào hàng đại phú bậc nhất miền Nam. Lúc cao nhất, Trần Trinh Trạch chủ sở hữu 74 sở điền với 110.000 hecta đất trồng lúa và gần 100.000 hecta ruộng muối. Tỉnh Bạc Liêu có 13 lô ruộng muối thì ông Trạch chiếm tới 11 lô. Sự giàu lên của ông nhanh như phi mã. Ông trúng thầu quản lý sở cầm đồ và nghiễm nhiên trở thành người hoạt động độc quyền cầm đồ tại Bạc Liêu. Ông đưa ra sáng kiến vay tiền trà xét ti trên Sài Gòn về cho dân chúng ở Bạc Liêu vay lại, làm cho sự giàu có của ông Trạch bắt đầu được cả tỉnh Bạc Liêu biết đến. Ông vay tiền của nhà nước ở Sài Gòn với lãi suất thấp, đem về Bạc Liêu cho tá điền vay lại 3 phần lời lấy chênh lệch. Nhờ kinh nghiệm và quen biết từ những năm đi làm thầy ký cho Tây, ông Trạch lại trúng thầu quản lý hãng rượu Bình Tây, độc quyền phân phối rượu ở Bạc Liêu. Ông bỏ vốn đầu tư sang lĩnh vực ngân hàng và trở thành đồng sáng lập Ngân hàng Việt Nam. Năm 1927, ngân hàng đầu tiên do chính người Việt Nam sáng lập và điều hành, do ông làm chánh hội trưởng. Cùng thời gian đó, ông tham gia hội đồng tư mật Nam Kỳ và được người dân gọi với biệt danh là ông Hội đồng Trạch. Khi đã có tiền của, ông Trần Trinh Trạch xây dựng một khu biệt thự sang trọng và to lớn nhất ở thị trấn Bạc Liêu do một kỹ sư người Pháp thiết kế. Toàn bộ vật liệu xây dựng được chở từ Pháp sang. Các thiết bị trang trí nội thất được đặt mua từ Mỹ, Ý và Trung Quốc. Năm 2003, công ty du lịch Bạc Liêu đã đầu tư tu sửa căn nhà và đưa vào kinh doanh văn hóa, du lịch, làm khách sạn công tử Bạc Liêu. Căn phòng của công tử Bạc Liêu ở ngày trước, phòng 101, muốn thuê phải đặt trước từ 7 đến 10 ngày, vì phòng này rất đông người là Việt Kiều muốn đến ở. Để người đời sau nhớ đến, người ta vẫn để lại trên bàn thờ 2 pho tượng đồng bán thân của ông Trạch và vợ, do một nhà điêu khắc từ Thụy Sĩ tên là Bernard chế tác vào năm 1933 vào dịp mừng đáo tế ông Hội đồng Trạch. Đời thứ hai, Trần Trinh Huy, công tử Bạc Liêu ăn chơi khét tiếng một thời. Trần Trinh Huy, hay công tử Bạc Liêu, là người con trai thứ hai của Trần Trinh Trạch. Từ bé, cậu ấm này đã được cha yêu thương và tin tưởng hết mực rằng sẽ là người làm nên chuyện, giúp gia tộc lớn mạnh hơn nữa.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Lớn lên trong nhung lụa, lại có trong tay phần gia sản thừa kế khổng lồ, Trần Trịnh Huy đã mặc sức tiêu xài hoang phí, trở thành công tử ăn chơi tiếng tăm đất Nam Kỳ. Trước đó, ông từng tung hoành khắp chốn Paris phồn hoa, sau lại tiếp tục về quê hương phung phí tiền của, mặc mọi đất đai cho một người làm thuê cai quản. Nhắc đến độ giàu có của công tử Bạc Liêu, nhiều người đồn đoán rằng cứ vua có gì là ông cũng nhất định có được thứ ấy. Xe hơi, cano, máy bay riêng trở thành những phương tiện xa xỉ của ông vào thời điểm 1930 đến 1940. Đỉnh điểm nhất có lẽ là việc đốt tiền nấu trứng của Trần Trịnh Huy nhằm thể hiện bản lĩnh dân chơi trước Bạch công tử. Ông cũng là người khiến cả nước xôn xao vì đốt tờ 100 đồng để tìm tờ 5 đồng, hay đốt tiền nấu chè, làm luốc. Tất nhiên là phải kể đến cả những bữa tiệc xa xỉ, những món đồ đắt đỏ nhất Việt Nam mà ông đã chi. Giàu có, ăn chơi chưa đủ, Trần Trịnh Huy còn rất phóng túng. Ông có đến hàng trăm mối tình, yêu đương, phải lòng bao gia nhân trên khắp cả nước. Cứ thế, đến khi cuối đời, ông đã phá đi hơn 5 tấn vàng, gần hết gia sản của gia tộc và chỉ để lại cho con cháu vài căn phố lầu. Đời thứ ba, Trần Trịnh Đức hậu duệ của công tử Bạc Liêu. Không thể biết được công tử Bạc Liêu có bao nhiêu người con tất cả. Trong đó, Trần Trịnh Đức có lẽ là một trong những người gần gũi với cha nhất. Cả hai anh em ông đều ăn chơi phóng túng, bán dần của cải gia tộc giống như người cha của mình. Sau khi đã tiêu xài xong, trong khi người anh trai chỉ còn cách tha phương tứ xứ để kiếm sống, ông Trần Trịnh Đức lại quay về cố hương làm nghề xe ôm mưu sinh. Ở hiện tại, ông kinh doanh căn nhà của cha mình như một địa điểm tham quan, đồng thời bán những cuốn sách về gia tộc để kiếm thêm thu nhập. Người thừa kế cuối cùng của dòng họ Trần Trịnh đến nay là cô con gái đang mắc bệnh tâm thần vì bị phụ tình của ông. Sự xa hoa của gia tộc Trần Trịnh năm nào cũng kết thúc từ đây. Gia tộc lẫy lừng từng làm mưa làm gió Bạc Liêu năm xưa nay chỉ còn là một giai thoại được truyền miệng. Ở hiện tại, căn nhà của công tử Bạc Liêu đã được chuyển thành một địa điểm du lịch. Nếu có dịp, mọi người có thể ghé đến để tham quan những vật dụng và bức hình của vị công tử hào hoa, phóng túng khét tiếng này. Cố nhân có câu có vay có trả của thiên trả địa của luật nhân quả. Ông Trạch giàu có được là nhờ gia sản của cha vợ và việc cho dân cờ bạc vay nặng lãi. Nhưng cũng chính vì lối sống ấy mà đời con cháu ông lại làm tán gia bại sản toàn bộ cơ nghiệp. Hỏi ông Đức, người Nam Bộ hay nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ông nội và cha anh rất giàu mà tới đời anh trắng tay, anh có tin câu này không? Thì Đức cười nói, nhìn vào gia cảnh dòng họ Trần Trịnh của tôi, muốn không tin cũng không được. Khi có tiền hay không có tiền cũng vậy, tôi luôn dáng sống theo ý mình và không làm điều xấu ảnh hưởng tới thanh danh tổ tiên. Cuộc đời tôi còn lại như lục bình, nước trôi đến đâu thì đến, không than vãn, oán trách gì cả. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, comment và đặc biệt đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Lịch Sử 5 Phút để nhận được những video hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.